Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, một ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 1 triệu token có cái MTF qua 10 đô để tham gia giao này. Mình phần link mô tả dưới video mình đâm start chatbot. Rồi bấm xoay này drop. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Follow minimum trước đi các bạn để coi minimum vào được không. À, khá là ok, khá là ngon nha bạn. Rồi trên minimum thì bạn follow nè. Rồi bạn mới đắp lên join kênh group kênh seller. Rồi dự án khác một cảnh khá là đẹp các bạn. Em lưu về luôn các bạn. Rồi bắt đắp lại cho anh tiếp kênh seller. Tiếp tục follow Twitter và retweet nè. Trên Twitter này bạn theo dõi. Mang like nè. Các bạn chụp nhận như tweet nè. Rồi bạn bấm vào submit đi tên nữa thôi mà. Rồi các bạn liên lưu tên em Telegram, các bạn đã xoan xào góp nữa. Metrobot nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link và profile tại Twitter của mình nha các bạn. Trên Twitter các bạn nhấp vào 3 gạch cùng. Nhấp vào hồ sơ, nhấp 3 gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn submit trên retweet nè. Thì các bạn mới chia sẻ cái bài tweet mình nha các bạn. Sao chép liên kết nè, rồi là cho bot nè. Sau đó submit you profile link minimum. Thì các bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Rồi các bạn nhập vào ảnh ba cho cái chấm đen đen này các bạn. Rồi nhập vào ảnh avatar của mình nè. Nhập vào ảnh avatar mình cái nữa nè. Rồi nhập ba gạch cùng. Rồi các bạn sẽ chết liên kết nè. Rồi là support nè. Sau đó các bạn gọi địa chỉ với bên B sẽ mất trên bếp 20 trên dưới chất flat mình nè. Rồi sau đó bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.